Chào bà nhé, hôm nay mình sẽ ra ngoài đây xem bác cả bác vớt ông lươn về nhé các bạn. Chào các bạn. Mời các bạn cùng theo mình nhá. Mình sẽ ra quay xem hôm nay bác cả đường nhiều nhá các bạn. Quay thì bác lại chuyển xe à chị? Đây hôm nay xem bác đường nhiều. Đi mệt lắm, đi thế, anh bảo đi như châu húc mã. Hôm nay là ngủ quên. Biết ngay mày. Hơn 5 giờ mới đi vớt ống. Không kịp ăn đói nó không chịu được này. Đi nó phải đã 2 bát. Tôi đói kéo chịu được. Đã 2 bát nó mới chịu được. Buổi sáng ấy. Đi chuẩn lắm. Cái bạc này mày rất số gọi mà nó nhẹ hoài rồi. Nó ăn tốt thì nhéo rồi. Ăn nhẹ cũng tốt. Nhưng mà buổi sáng phải đã 2 bát bát cơm. Rồi nha các bạn, bắt đầu bát chút. Đi là phải hẹn giờ. Bao nhiêu giờ mà ngủ từ 7 giờ tối. Ôi đến lúc đấy mình làm sao còn nha các bạn. Nguyên mùa này nó không được to nha các bạn. Mùa nó cháy vụ. Ba bốn con, bốn năm con. Mà hầu như này nên chuẩn này hàng tháng này chắc nặng. Ăn vứt xẻ đây gọi là mình cầm về. Ba bốn con nha các bạn. Ba bốn con nuôi lấy ống người nuôi tốt nha các bạn. Bạn nào nuôi thì cứ liên hệ với mình sẽ cung cấp cho các bạn. Hai anh em đi này sẽ cung cấp mỗi một ngày là được một chuồng nha các bạn. Một chuồng nuôi nó rơi vào yến hơn yến nha các bạn. Cũng kìa chắc chết. Hai con. Lươn mùa này nó không to. Lươn này chỉ nuôi là nào quê nha các bạn. Một con nha các bạn. Một hai con. Ở đây anh nhà mình đánh cũng có ít ống nha các bạn đây. Mình đánh ít mà bác cả đây đánh ít. Không có đánh nhiều như những anh em khác nha các bạn. Ba bốn con, bốn năm con. Chỗ đây con lươn. Bốn năm con. Trời muốn mưa. Hai ba con. Chỗ đấy có lươn nha các bạn. Vì mùa này đánh nó trái vụ nha các bạn. Nó không được nhiều. Nó chỉ được như thế là đạt tiêu chuẩn lắm rồi. Hai ba con. Bốn năm con nha các bạn, năm sáu con. Ở miền Bắc mình luôn nó chỉ như thế nha các bạn. Mới này nó cũng là đầu vụ nữa, chưa đến đầu vụ. Nó nhỏ nhỏ như thế, nó không như miền nương miền Nam của các bạn mà nó thưa mà nó nhiều. À, thưa và nó to nha các bạn. Mình nói nhầm câu. Ba bốn con. Miền Bắc nó như thế là êm lắm rồi. Ba bốn con. Nhiều anh em cứ bảo là lươn ở đâu chút và vào như thực sự ngày nào cũng như thế thì
cũng không có thời gian nha các bạn. Vì đây là anh em nguyên đi đường dài chứ không phải là đi ngắn mấy chục cây luôn. Nhẹ nhàng cũng phải 40 cây, 40-50 cây đổ lên nha các bạn. Chứ không có dưới đâu. Như hai ngày hôm trước ấy là hai anh em chạy mới cả lên cả về là hơn 100 cây nha các bạn. À cả lên cả về là hơn 200 cây. Thế lại xong lại về xong lại lên nữa thì ngày hơn 400 cây rồi. Thật sự ra cũng không có thời gian. Không có thời gian nghỉ nha các bạn. Cho nên là nhiều bạn mới xem các bạn không hiểu được cho các bạn comment không hay lắm nha các bạn. Vẫn còn nhiều nha các bạn. Lấy kìa rồi. Đi đường dài nó khô, mất hết nước ở trong nó một chút mãi nó trả ra. Nó khô ống. Anh chưa đổ mồi nào? Nghe nghỉ. Mưa với mưa có nước cạn nước, cạn nước thì vớt lắm. Một con nhá, anh lươn này chỉ thích mưa, nó có nước. 4-5 con nha các bạn. Còn người đánh kiểu gì vẫn chết nhỉ? Hay là nhiều mồi nó ăn thế chả biết. 3-4 con. Con ghê gớm lắm. Ba bốn con nha. Thằng này nó khôn. Không biết nói nhưng khôn. Vẫn còn ống nha các bạn, vẫn còn. Còn mấy cái. Mùa này thì đánh không thể tránh được xịt nha các bạn, vì nó đang là trái vụ mà nươn nó đang đẻ cho nên là đánh nó vẫn xịt bình thường. Còn những cái mùa kia thì 5-60 cái họa mới xịt vài cái nha các bạn. Còn cái mùa này nó chỉ được như này đạt tiêu chuẩn lắm rồi. Đấy, 3-4 con nươn chỗ đấy vẫn còn nha các bạn. Ui, chết quả to quá. Chết còn quá to nha các bạn. Đấy, mình quay gần gần đến này. Quá tiếc luôn. Hết rồi nha các bạn. Các bạn thấy nhá, hay nhớ chia sẻ và giúp cho mình nhá. Mình xin mến chào các bạn, hẹn các bạn những clip tiếp theo nha. Mình xin chào các bạn.